Hôm nay mẹ Gấu làm mì ý tôm sốt kem. Món này ăn sáng, ăn trưa, ăn tối gì đều được nhé. Món này làm cực nhanh mà không bao giờ thất bại luôn. Nguyên liệu chuẩn bị bao gồm thứ nhất đó là cái nước kem sốt đây như thế này này. Nó có rất là nhiều vị nhé. Các bạn mua online cũng được hoặc là ra ngoài siêu thị cũng có bán đấy. Mẹ Gấu thì mua online cho nó khỏe. Mình để link mua online ở phía dưới phần comment nhé. Tiếp theo đó là tôm đã được lột vỏ rồi. Không dùng tôm thì mình dùng ức gà cũng được nhé. Và mì ý, mình mua cái loại N1 này, nó sợi nhỏ, vừa dễ ăn mà nấu rất là nhanh nữa. Mình đun sôi nước luộc mì ý nha các bạn. Cái công đoạn luộc này thì mất tầm khoảng 10 phút thôi, không phải lâu đâu. Trong lúc chờ mì chín á, thì mình bắt bếp lên phi tỏi nè. Phi thật là chín tỏi, sau đó cho tôm vô đảo đều cho chín tôm. Tiếp đấy á, là mình bỏ cái sốt kem vô nha các bạn. Đây là cái hũ sốt kem này, mình bỏ hết luôn. Và cái hũ sốt kem này nó có nêm nếm sẵn rồi, cho nên là mình không cần phải nêm nếm nữa đâu. Nếu mà bạn nào mà ăn mặn hơn á thì mình hẳn nêm nhá. Các bạn đun lửa vừa, và khi mà mình đun á thì mình đảo đều và cho một ít sữa tươi vô để đun cho sôi nhá. Nếu mà không cho sữa tươi vô thì nó sẽ bị đặc quá đấy. Bạn nào muốn ăn ngon hơn nữa thì cho cục bơ nhỏ vô, nhưng mà mẹ Gấu thì không cho bơ. Khi mì chín rồi á thì mình vớt mì bỏ qua cái chảo sốt và đun cho sôi lại nha các bạn. Vừa đun mình vừa trộn đảo đều cho mì quyện với nước sốt nha. Chứ còn không á là chỗ có sốt, chỗ không có sốt ăn nó sẽ không có ngon. Xong rồi mình bày ra đĩa nha. Món này cực kỳ ngon và làm rất là nhanh luôn. Chúc các bạn thành công nhá. Nhưng mà mình đảm bảo luôn là các bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên, bởi vì món này rất là dễ làm. Ngay cả người đảng không biết nấu ăn cũng sẽ vẫn làm được ngay ở lần đầu tiên luôn.